Mình sẽ tiết lộ cho các bạn nghe một cái bí mật như thế này. Thật chất tiểu đường không phải là bệnh đâu các bạn ơi. Mình phân tích cho các bạn nghe nè. Ví dụ như ngày mai bạn đi xét nghiệm đi. Đi khám bệnh đi. Thì cái bữa trước bạn ăn xong bạn ngủ mà đúng không? Mà bạn ngủ là cái cơ thể nó đâu có sử dụng đường. Bây giờ các bạn không tin á. Ví dụ như bạn đi làm đi. Bạn về tới nhà bạn mệt lả người rồi luôn, bạn không ăn nổi luôn. Bạn ngủ một giấc, cái bạn thức dậy cái nó no luôn. Vậy thì tại sao nó no? Bởi vì trong gan của mình nó lúc nào nó cũng có đường dự trữ trong đó. Vì trong người của mình lúc nào nó cũng có một ít mỡ ra. Thì gan nó sẽ chuyển hóa mỡ nó thành đường, nó cho tế bào ăn. Thì nó sẽ no. Đó, cho nên sáng hôm sau, bạn đi khám bệnh, bạn đi xét nghiệm. Bởi vì bạn ngủ tế bào của mình nó không ăn đường, nó đâu có làm việc đâu nó ăn đường. Rồi sáng hôm sau bạn đi vô bệnh viện mà khám bệnh, bạn vô bạn ngồi không chứ bạn có làm gì đâu. Tế bào nó đói, nó đâu làm việc đâu nó đói, cho nên đường của bữa ăn hôm trước á nó còn y thinh luôn, lúc nào cũng cao hết. Cho nên sáng hôm sau bạn đi xét nghiệm đường nó sẽ rất là cao. Cái bác sĩ nói bạn là bệnh tiểu đường, bạn ăn nhiều thì đường nó nhiều, thì bác sĩ xét nghiệm đường nó cao thì bác sĩ sẽ nói là bạn là bệnh tiểu đường nặng. Nhưng thật chất đâu nặng đâu, ông xét nghiệm ra ông thấy đường thì cao, insulin thì không có. Cái em nói tụy hư, tụy đâu có hư. Khi mà bạn sáng hôm sau bạn không có ăn thì đâu có nghĩa là bạn đói đâu, bởi vì lượng đường cả cái đêm hôm trước, cả cái bữa ăn của hôm trước nó còn y thinh mà. Đường mình, cái tế bào nó ăn còn không hết nữa, nó no rồi. Bạn nên nhớ một cái nguyên tắc như thế này nè. Insulin nó chỉ tiết ra khi nào? Khi và chỉ khi cơ thể của bạn nó đói. Còn bạn không đói, bạn không ăn đâu có nghĩa là bạn đói đâu. Bạn hiểu mình nói không? Đó. Cho nên khi mà bạn xét nghiệm á, nếu như mà công bằng ra mà nói á, thì xét nghiệm ra 100% người sẽ bị tiểu đường hết. Thậm chí là bây giờ bạn lôi mấy cái ông bác sĩ mà khám bệnh cho bạn, bạn đi xét nghiệm đường mấy ổng rồi, đường của mấy ổng còn cao hơn đường của mấy người bị bệnh tiểu đường nữa. Bởi vì nguyên tắc đường từ đâu mà ra? Từ thức ăn mà ra. Bạn ăn càng nhiều là đường càng nhiều. Cho nên bây giờ bạn muốn điều chỉnh lượng đường của mình nó cao thì bạn ăn nhiều vô. Muốn đường trong cơ thể của mình nó thấp xuống thì ăn ít lại. Thức ăn mới là cái để quyết định đường cao hay thấp, chứ đâu phải là thuốc tây, chứ đâu phải là lá dứa đọt ổi cái kiểu đâu. Cho nên bạn uống thuốc này thuốc kia, thứ nhất là nó sai quy luật. Bởi vì sao? Đường nó mới đưa vô máu, tế bào mình chưa ăn thì nó phải cao. Còn tế bào của mình nó ăn xong thì đương nhiên là đường nó sẽ tụt xuống. Chứ đâu phải đường cao là bệnh tiểu đường, đâu phải đường thấp là bệnh hạ đường huyết. Rồi uống thuốc này thuốc kia, cái này cái kia để cho ổn định đường huyết. Cái chữ ổn định là nó sai tè le tét lét rồi, không bao giờ có thể ổn định được. Cho nên bây giờ các bạn có nghiên cứu hàng trăm hàng ngàn loại thuốc đi chăng nữa, hàng ngàn hàng triệu năm sau đi chăng nữa, cũng không tìm ra một cái loại thuốc nào, hay là cái loại thức uống nào, hay là cái cây nào có thể ăn hay uống mà làm cho lượng đường nó ổn định được. Cho nên bạn càng sử dụng thuốc trị bệnh tiểu đường thì nó càng sinh ra biến chứng, bởi vì nó sai quy luật tự nhiên. Mà đã là quy luật rồi thì không thể nào mà thay đổi được, không có loại thuốc hay là chức năng nào có thể thay đổi được. Cho nên các bạn đừng có sử dụng nữa, tôi khuyên thật luôn. Tiền thì mất, tật thì mang, bởi vì sinh ra biến chứng. Bạn chỉ cần ăn uống làm sao mà nó không thành mỡ là được. Còn cái chuyện mà đường lên cao, đường xuống thấp thì bạn đừng có quan trọng với cái chuyện đó. Khi mà bạn nghe theo lời bác sĩ, bạn giữ cho cái lượng đường ổn định đó, là lúc nào nó cũng bình bình rồi, nó thấp chấm mà.
bạn ginh chừng 1-2 bao lúa là đường nó hết rồi, nó mệt rồi. Cái mấy ông nói là do biến chứng của bệnh tiểu đường, không phải mấy ông học mà mấy ông không hiểu cho nên mấy ông mới nói vậy. Còn cái bạn mà ăn uống bình thường ấy, ăn 3 chén cơm thì đường nó cao ngất ngưỡng luôn, nhưng mà bạn vác lúa từ sáng tới trưa 11 giờ trưa nó cũng đâu đói đâu, đường nó cao nó nguy hiểm khi nào? Khi mà nó quá dư và nó biến thành mỡ thì lúc đó mới nguy hiểm. Bởi vì khi mà nó thành mỡ thì nó bám vô cái thành mạch máu của mình á, cái mạch máu nó bị hẹp đi, máu nó chảy ít đi thì các cơ quan nó sẽ bị thiếu máu, thì tim nó bắt buộc nó phải gồng, nó đập nhiều lên để nó cung cấp đủ máu thì tim nó sẽ bị mệt. Thì giờ mình biết như vậy rồi, mình muốn cho nó hết cao huyết áp thì có 2 cách. Một là bạn nhịn ăn, cho cơ thể của mình nó không còn gì để ăn thì bắt buộc nó phải ăn cái lượng mỡ đó đi, thì hết mỡ thì máu nó thông thoáng, nó chảy bình thường trở lại thì hết cao huyết áp. Hoặc là bạn tập thể dục hoặc là lao động chân tay ngoài đồng ngoài ruộng gì đó, cho cơ thể của mình nó ăn hết đường và nó đói thì nó mới ăn cái đường dự trữ trong gan, nó mới ăn mấy cái mỡ cũ đi đó, thì cái chất mới nó mới vô được. Chứ giờ bạn ăn, bạn tối ngày bạn nằm ở nhà thì đường, cho dù bạn ăn tối ngày nằm ở nhà mà ăn vẫn giống như người bình thường, thậm chí là ăn sang hơn thì nó dư. Nó dư thì sao? Tế bào nó đâu có đói đâu, đưa đường vô nó cũng không ăn, uống canxi vô nó cũng không thèm ăn. Thì canxi nó không ăn thì sao? Nó nằm ở trong máu thôi, rồi nó đi vòng vòng, nó đi vô mật, cái thành sỏi mật, nó đi xuống thận, cái thành sang thận, đi xuống bàng quang, cái thành sỏi bàng quang. Khi mà các bạn ăn, các bạn nằm không, mà không chịu vận động, cái máu nó chảy chậm rì rồi. Mà ăn thì cái đóng vô canxi, nó cái đóng vô, cái nó bị lắng đọng xuống, cái nó bám vô mấy cái mỡ cũ nữa, cái thành cái mảng xơ vữa. Vữa là sao? Vữa là mấy cái, vữa là bê tông á, nó cứng giống như bê tông vậy đó, người ta gọi là vữa. Cái nó gây tổn thương. Cho nên bây giờ bạn ăn, bạn nằm không, mình nằm phòng mới lạnh nữa, cái máu nó bị lạnh, cái nó rút vô trong, cái nó hỏng ra ngoài, nó nuôi tế bào da được, cái mấy tế bào ngoài nó chết, cái từ từ cái da nó mỏng lại, cái cơ thể mình nó yếu đi. Cho nên bây giờ các bạn tập thể dục đi, lao động chân tay cho nhiều vô thì máu của mình á, nó chảy veo 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 veo, canxi đâu lắng đọng được, nó đâu có tạo thành sạn được. Với lại cái tế bào của mình nó làm việc thì nó mới đói, thì nó mới ăn mỡ, ăn đường cũ, thì nó hết đồ đồ cũ thì đồ mới nó mới đi vô được. Chứ bây giờ bạn ăn, bạn nằm ở nhà không à, đường cứ nhét 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 vô, mỡ càng ngày cứ càng ngày nó nhiều lên. Bình thường lúc trước bạn 50 kg, 60 kg bạn đi nó nhẹ nhàng, nó khỏe. Bây giờ vác theo cái bao mỡ mấy chục ký nữa, nó mệt thêm chứ có nó có khỏe hơn đâu. Mà hở ra cái cân nặng bị tụt, bị sút cân, cái sợ. Đừng sợ, nó càng nhẹ thì nó càng khỏe thôi chứ có gì đâu. Bạn nên biết là hồi xưa thời mà chiến tranh á, mấy cái ông tù binh á, ống nhôm ống nhách, thiếu ăn ống nhôm ống nhách này, mà bị nhốt, bỏ đói, bỏ khát, đâu cho ăn, đâu cho uống gì đâu. Mà sống mấy tháng trời, năm này qua năm kia có chết đâu. Cho nên bây giờ bạn nhịn đói cho tôi đi. Bạn nhịn đói cho dù có từng, có tháng đi, chưa chắc nó chết nữa. Nếu mà nhiều như bà có mỡ. Bởi vì sao? Mỡ chính là đường mà. Thì đâu phải mỡ nó có đường không đâu, trong gan nó cũng có đường nữa. Bà uống nước thôi là bạn sống cả tháng rồi. Mình sẽ cho các bạn biết một cái sự thật như thế này. Thực chất tiểu đường không phải là bệnh đâu các bạn ơi.
Trong cái video thứ tư này mình sẽ tiếp tục phân tích cho các bạn nghe như thế này. Khi các bạn giữ cho cái lượng đường của mình luôn ổn định thì nó có rất là nhiều cái hại sau đây. Khi mà các bạn lao động ít thì nó vừa đủ. Còn lao động mà chân tay nhiều thì nó lại thiếu. Nó rất là nhanh mệt. Còn khi mà các bạn ăn không ngồi rồi tối ngày cứ nằm ở nhà coi tivi cái kiểu á, không chịu vận động á, thì nó lại dư. Mà nó dư thì sao? Lúc nào trong đường, trong máu nó cũng có đường hết. Thì cái tế bào nó đâu có chịu ăn mỡ cũ, nó đâu có chịu ăn đường cũ đâu. Cho nên khi mà bạn tiểu đường, cao huyết áp, mà các bạn cứ giữ cho lượng đường luôn ổn định á, là mỡ trong người lúc nào nó cũng còn. Mà trong cái video phần 3 mình phân tích cho các bạn rồi đó. Nguyên nhân chính gây ra cao huyết áp là do mỡ nó đóng ở trên cái thành mạch máu của mình á. Máu nó không có chảy được. Nó chảy ít đi. Thì mấy cái cơ quan nội tạng trong cơ thể của mình nó bị thiếu máu. Thì tim bắt buộc nó phải đập mạnh lên để nó cung cấp đủ máu. Thì nó gây ra cao huyết áp. Cho nên bạn bị tiểu đường, cao huyết áp mà bạn cứ giữ cho cái lượng đường luôn ổn định như vậy, là không bao giờ nó tiêu được cái mỡ cũ đi. Là bệnh cao huyết áp nó cứ còn hoài luôn. Bạn sẽ sử dụng thuốc cả đời. Bạn sẽ sử dụng thuốc cả đời. Vậy khi mà bạn sử dụng insulin á, thì nó rất là dễ tạo ra mỡ. Mà bản thân đường ở trong cơ máu của bạn lúc nào nó cũng còn, nó cứ bình bình, nó còn hoài. Bởi vì bạn nghe lời bác sĩ là giữ cho lượng đường luôn ổn định, là lúc nào cũng có đường cho cơ tế bào nó ăn. Mà chỉ cần bạn không vận động là cái lượng đường nó dư liền, nó thành mỡ liền. Cho nên cứ vài năm á là mỡ nó lại nhiều lên. Và bạn phải đi đặt cái ống nông mạch cho nó lớn ra, máu chảy mới được. Và cứ mỗi một lần mà các bạn đi đặt cái ống nông mạch như vậy á, thì cái số tiền mà bạn mất á, nó dao động từ 300 cho tới 500 triệu. Cái đó là thường thôi. Đó. Mà cứ 3-4 lần như vậy là nó ra tới 1 tỷ mấy rồi. Đó là chưa kể trong suốt cái thời gian đó đó. Bạn phải uống thuốc nào là thuốc cao huyết áp nè, thuốc gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, rồi thuốc tiểu đường, rồi insulin, rồi nghe người này người kia uống cao kiển, dây thìa canh, rồi lá dứa, rồi cóc non, rồi đọt ổi. Nhưng mà có hết không? Bởi vì sai quy lực làm sao mà hết? Bởi vì mình nói, mình phân tích rất rõ trong cái video thứ ba rồi đó. Khi mà bạn mới ăn vô, tế bào mình nó chưa ăn, thì đương nhiên là đường trong máu nó sẽ cao. Rồi tế bào nó ăn xong, thì đương nhiên là đường nó sẽ tụt xuống. Chứ đâu phải đường cao là bệnh tiểu đường, đường thấp là bệnh cao, là bệnh hạ đường huyết, đâu phải vậy. Đừng cứ xài tiêm insulin, rồi uống thuốc này thuốc kia để giữ cho ổn định đường huyết, làm sao ổn định được. Đã đường lên cao, đường xuống thấp là quy luật của tự nhiên, quy luật của tạo hóa rồi. Trời sinh ra là vậy rồi. Mà bây giờ là giữ cho nó ổn định là ngược lại với quy luật. Cho nên bạn càng sử dụng á, mấy cái thuốc đó là nó càng sinh ra biến chứng. Bởi vì đi ngược lại với quy luật tự nhiên. Hồi xưa cái thời mà chiến tranh á, có một cái ông người Nhật, ông ấy nói với hàng Mỹ á, tại hàng Mỹ nó đòi rải bom xuống cái chiến trường Việt Nam. Rồi ông người Nhật ông ấy nói là cái ông rải bom á là mang tiếng xấu đời đời. Cái ông rải đường sữa bánh kẹo xuống dưới cho tụi nó ăn đi. Nhưng mà hàng Nhật nó, nhưng mà hàng Mỹ nó không có nghe. Cho nên các bạn thấy người Nhật họ rất là thông thái. Người Nhật á, thay vì ở Việt Nam mình á, một ngày ăn 3 cử, mỗi cử 3 chén cơm, hoặc là mỗi cử 1 dĩa cơm, thì ở bên người Nhật á, một cử của mình á, họ chia ra họ ăn cả ngày. Thì trong cái video thứ 2 á, mình phân tích cho các bạn rồi đó. Khi mà mình ăn ít đi á, thì nước bọt tiết ra ít. Dạ dày nó làm gì ít, nó tiết ra dịch vị cũng ít, mật nó tiết ra ít. Đó. Nói chung là tất cả cái cơ quan nội tạng của mình nó làm việc ít. Mà cái máy mà nó chạy ít á, thì thời gian sử dụng nó lâu. Còn bạn ăn nhiều, nước bọt tiết ra nhiều, dịch vị tiết ra nhiều, dịch mật tiết ra nhiều. Tất cả các cơ quan nó sẽ làm việc nhiều hơn.
tuổi thọ mình nó sẽ giảm xuống, bởi vì máy nó chạy nhiều, thời gian sử dụng nó ngắn lại. Đó là chưa kể khi mà bạn ăn nhiều rồi nó thành mỡ, nó đóng như mạch máu, máu nó chảy ít đi thì bị cao huyết áp, còn máu mà, còn mỡ mà nó nhiều quá thì gây bít luôn, máu chảy không được, chết. Cho nên bạn bị cao huyết áp, tiểu đường, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ rồi, bạn đi tập thể dục, quan trọng nhất là tập thể dục. Tập thể dục đó, nó hết năng lượng rồi, nó ăn đi mỡ cũ đi, nó ăn đường cũ đi. Cho nên tập thể dục đó, là cái cách mà đào thải độc tốt nhất trong các cách luôn. Cho nên bạn mua thực phẩm chức năng này, thực phẩm chức năng kia, người ta bán cho bạn, người ta nói anh muốn sử dụng hiệu quả là anh phải tập thể dục. Nhưng mà vì bản chất là bạn tập thể dục, bạn bạn khỏe chứ đâu bạn chứ đâu phải là bạn sử dụng mấy cái thực phẩm chức năng đó. Cho nên bạn sử dụng mấy cái chức năng đó, thứ nhất là nó không có tác dụng, thứ hai tốn tiền. Bạn chỉ cần ăn uống bình thường và tập thể dục thôi là chất độc nó sẽ hết. Tập thể dục là quan trọng nhất. Tập thể dục đó là bạn sẽ đẩy lùi gần như là rất là nhiều bệnh. Lúc trước tôi bị viêm xoang, viêm mũi nặng lắm. Nhảy mũi tới nỗi mà máu mũi nó văng ra ngoài luôn, là bạn tưởng tượng nó nặng tới cỡ nào đó. Nhưng mà tôi đi buôn bán ngoài đường miết à. Phơi nắng từ hầu như là từ sáng tới tới chiều luôn. Từ từ nó bệnh hết, từ từ bệnh hết chứ hồi nào không hay luôn. Không có sử dụng bất cứ một cái loại thuốc nào luôn. Cho nên các bạn thấy mấy cái thực phẩm mà chế biến sẵn, đặc biệt là những cái nước phương Tây, nó truyền không rất là mạnh. Khoai tây chiên đồ các kiểu á, rồi gà rán đồ các kiểu á, nói chung là cái nào mà nhiều dầu mỡ nó bị e mạnh lắm, thì cho các bạn ăn cho nhiều vô, ăn cho nhiều cái mỡ đóng lên, mỡ đóng vô thành mạch, máu chảy không được cái đi nông mạch, vì nó đi xét nghiệm nó nói tiểu đường đồ các kiểu á. Thì các bạn mà ba cái thuốc đó thì bạn sử dụng cả đời, bạn sợ bạn sử dụng cả đời, vì mỗi lần nông mạch thì tiền mà biết là mấy cái ống mà để nông cái mạch đó nó bé xíu à, cái lúc mà nó chưa bung ra nó giống như cái cọng tâm nhang, nó nhỏ xíu vậy đó, không nhiều khi không được một gram nữa. Cho nên nó, cái tiền nó tính ra nó mắc gấp mấy chục lần vàng á, cho nên nó là siêu lợi nhuận các bạn. Thứ nhất á, là nó đem mấy cái đồ chế biến sẵn nó qua nó bán cho mình, giá cũng hơi bị cắt cổ rồi đó, là nó có lời rồi, mà nó tạo ra cái bệnh đó nó còn lời dữ nữa, mà nó vừa giết được bạn nữa. Các bạn tra lên Google đi, cái số lượng người chết mà do tiểu đường đó, nó nhiều hơn tất cả cái số lượng người chết mà tất cả các cuộc chiến tranh thế giới cộng lại. Cho nên cái sức tàn phá của nó là rất kinh khủng luôn. Cho nên cái thằng mà đầu tiên nó dạy cho bạn, mình ban đầu mình tính nói như thế này, ngu dốt mà cộng với nhiệt tình đó, thì trở thành đại phá hoạn. Ban đầu mình tính nói như vậy, nhưng mà sau này mình nghĩ khác, nó ngu làm sao kiếm được tiền ta. Cho nên cái thằng đầu tiên là cái thằng khôn nhất. Chỉ có những cái thằng mà học sau này nó mới thằng ngu, nó học nó không hiểu nó mới ngu. Cho nên bây giờ bạn thấy không, hơn 7 tỷ người, thế giới có hơn 7 tỷ người mà ai cũng nói là bệnh tiểu đường hết. Nhưng mà trong video thứ ba mình phân tích cho bạn rất kỹ rồi đó. Nó tiểu đường nó đâu phải bệnh đâu, mà đã không phải bệnh rồi thì bạn càng trị nó càng sinh ra biến chứng. Cho nên mấy cái bài thuốc mà người ta hướng dẫn trên mạng á, nào là uống đọt ổi nè, uống nhào nè, cao kiển nè, dây thiều canh nè, người lá dứa nó đâu hết không, nó sinh ra biến chứng không. Mà bạn vô bạn đọc mấy cái bình luận của mấy cái video đó không, nó không hết, nó sinh ra biến chứng nữa. Rồi ngay cả tại bạn tiêm insulin là nó kích thích cho bạn tích thêm mỡ không à, nó rất là dễ tích mỡ, bởi vì mình phân tích trong video thứ ba của mình đó, rất là kỹ rồi. Khi mà đường nó dư là nó tạo ra mỡ. Bạn nào bị tiểu đường vô đây mình chỉ cho trị, không có tốn đồng nào luôn nè, không có cần xài thuốc men gì luôn.
Cái video này là video phần 5 về bệnh tiểu đường. Các bạn cố gắng vô cái kênh của mình xem hết những video còn lại, bởi vì nó bổ sung cho nhau. Mà các bạn cố gắng các bạn xem đi xem lại nha. Chứ cái trong cái video mà phương pháp học siêu giỏi của mình cũng nói phân tích cho bạn đó. Khi mà bạn xem qua một lần không bao giờ bạn tiếp thu hết đâu. Các bạn phải xem nhiều lần thì các bạn mới thuộc, các bạn mới hiểu hết thì các bạn mới áp dụng đúng. Chứ các bạn xem có một video người sớm xa sớm xét áp dụng vô là nó sai đó. Mình nói cho các bạn nghe nè. Đối với trường hợp mà khi mà các bạn xét nghiệm ra mà đường nó cao á, nhưng mà các bạn đừng có sợ, các bạn chỉ cần coi coi cái tỳ của mình á, các bạn khám cái tỳ của mình thôi, coi cái tỳ của mình nó có xài được không. Nó xài được á, là cái đường cao đường thấp thì các bạn yên tâm không có vấn đề gì hết. Còn cái tỳ của mình mà nó yếu đi thì các bạn ăn uống điều độ trở lại, phơi nắng, tập thể dục, ngủ đủ giấc là từ từ cái tụy của mình nó sẽ mạnh lên và các chức năng nó sẽ bình thường trở lại. Chứ nhầm mấy cái bữa mà các bạn ăn chè nè, ăn những cái loại trái cây mà nhiều đường, ví dụ như nho, sầu riêng nữa, thì đường nó cao gấp mấy lần bình thường. Vô xét nghiệm cái bác sĩ nói là rất là nặng các kiểu. Các bạn sợ cái bác gì các bạn ngủ không được. Cái lúc đó mới sinh bệnh thiệt luôn. Các bạn khi mà xét nghiệm đường ra nó cao thì các bạn nhìn lên cơ thể của mình coi, coi nó có mỡ không. Thường thường nó có mỡ là nó sẽ có canxi đó. Thì các bạn việc các bạn cố gắng các bạn bỏ cái mỡ cũ đó đi bằng cách là các bạn nhịn đói. Nếu mà lười vận động thì nhịn đói càng lâu càng tốt, đặng cho cơ thể mình nó không còn đường để ăn, không còn mỡ để ăn, thì nó ăn cái mỡ cũ đó đi, nó ăn cái đường cũ đó đi thì nó hết cái mỡ đó xong, phải không? Xong các bạn ăn nhiều trở lại, vận động cho nhiều vô, thì cái lượng thức ăn mà bạn ăn vô nó nhiều thì nó không thành mỡ nhưng mà nó biến thành thịt. Thì các bạn tăng cân như vậy nó mới khỏe, cơ thể mình nó mới mạnh lên. Chứ các bạn tăng cân bằng cách là các bạn ăn nhiều mà các bạn không vận động đó, là thành mỡ. Thành mỡ thì nó rất là nguy hiểm luôn. Thành mỡ thì máu nó chạy không được, nó đóng vô thành mạch. Máu nó chạy không được thì mấy cái cơ quan nó bị thiếu máu thì nó sẽ đau, nó sẽ bị nhức đó, rồi nó bít luôn thì nó chết luôn đó. Rồi mà thường thường cái gì mà dư mỡ là nó sẽ kèm theo dư canxi, mà dư canxi thì sao, nó sẽ rất là dễ gây ra xơ vữa, mảng xơ vữa. Mà cái mảng xơ vữa là nó sẽ rất là dễ tạo ra cục máu đông, mà cục máu đông thì nó cũng gây ra bít tắc, nó gây ra đau nhức, nó gây ra đột quỵ, rồi đột tử các kiểu nữa, rất là nguy hiểm luôn. Rồi canxi nó dư nữa thì sao, nó thành sỏi. Mà sỏi thì nó rất là cứng, nó cạ vô thành túi mật nè, rồi nó cạ vô mấy cái ống dẫn nè, ví dụ như nó cạ vô thận rồi bàng quang đồ nè, thì nó gây trầy xước, nó gây viêm cái kiểu nó. Còn khi mà nó lớn lên nó gây bít tắc luôn, thì nó bị ứ lại, dịch nó không chảy được, nó bị ứ lại, cái nó bị biến chất, cái nó bị viêm, nó bị hoại tử. Nào là chạy thận nè, rồi gây ra từ từ thận nó hư luôn rồi, nó bị ứ nước rồi, nó chảy đâu được, ứ nước nè, chạy thận nè, đủ thứ biến chứng trên đời đó. Mà các bạn ăn nhiều mà các bạn không phơi nắng nữa thì nó càng dư canxi nữa. Cho nên đó là lý do vì sao mà các bạn những người già mà tối ngày cứ ở trong nhà không ra phơi nắng á, là cho dù các bạn cho họ uống sữa canxi nè, dùng những thực phẩm giàu canxi nè, hay là uống những cái loại thực phẩm chức năng mà giàu canxi nè, xương họ vẫn loãng như thường. Bởi vì không phơi nắng là nó không tạo ra vitamin D, mà thiếu vitamin D là canxi nó không bao giờ vô được xương, không bao giờ vô được răng hết, nó chỉ ở vòng vòng trong máu thôi, rồi nó thành sỏi thôi, rồi nó gây trầy xước, rồi nó gây bít tắc các kiểu thôi. Cho nên bạn ăn nhiều là chỉ có chết sớm thôi các bạn. Ăn nhiều á là nội tạng nó phải làm việc nhiều, mà cái máy mà làm việc nhiều á thì sao, thời gian sử dụng nó ngắn lại. Còn cái máy mà bạn bắt nó chạy nhiều quá là nó sẽ thời gian sử dụng nó sẽ ngắn lại. Cho nên các bạn cố gắng tìm những cái cuốn sách nói về thực dưỡng, về cách chữa bệnh của người Nhật á. Người Nhật họ rất là tiến bộ luôn. Ở bên mình á, ăn một cử ví dụ như ba chén cơm đi,
ăn một ngày ba cử, mỗi cử ba chén cơm. Còn ở bên người Nhật á, họ chia ra họ ăn nguyên một ngày luôn, một cử của mình đó, họ chia ra ăn nguyên một ngày luôn, mà mỗi một ngày họ ăn có một hai cử thôi các bạn. Ăn như vậy á, là cái nội tạng của mình nó mới có đủ thời gian để nghỉ ngơi, chứ các bạn ăn giặt liên tục như vậy á, là nội tạng mình nó cứ làm việc miết thôi. Mình nói cho các bạn nghe nè, các bạn ăn giặt á, chỉ cần các bạn ăn một cái viên kẹo hoặc là một cái hộp đậu phộng thôi, là nội tạng của mình nó sẽ làm việc liên tục nhiều giờ sau đó. Nên các bạn cố gắng hạn chế ăn giặt, mình ăn càng ít cử càng tốt cho nội tạng của mình nó được nghỉ ngơi. Người Nhật có người ta ăn ít thì bạn thấy sao? Họ sống tuổi thọ cao nhất thế giới luôn, rất là nhiều người sống trên 100 tuổi. Còn những cái bệnh tim mạch ví dụ như là béo phì, tiểu đường, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu, cao huyết áp, tỷ lệ cực kỳ ít luôn, nó không đáng để mình nói là có luôn các bạn. Cho nên mình ăn uống á, mình cố gắng mình điều chỉnh, ví dụ như tuần này thu hoạch trái cây nè, hay thu hoạch nông sản nè, khuân vác nhiều nè, mình ăn một 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 lần ba ba chén thì nó đủ. Còn thu hoạch xong rồi tối ngày nằm ở nhà coi tivi thôi mà vẫn ăn cái chế độ đó là nó dư liền. Ví dụ như bữa nay buổi sáng mình làm việc nhiều nè thì mình ăn nhiều được, còn buổi chiều không làm gì nhiều nè thì mình phải ăn ít lại. Chứ các bạn đừng có cứng nhắc mình phải ăn theo cái chế độ vận động của mình nhiều hết. Mình vận động nhiều thì mình phải ăn nhiều, mình vận động ít thì mình phải ăn ít. Còn cái đường lên cao đường xuống thấp, các bạn đừng yên tâm, cái đó không phải bệnh đâu. Khi mà các bạn vận động nhiều á, cho dù đường nó cao mỡ nó cao đi, là khi mà cơ thể mình đã làm việc á, là nó ăn đường từ từ, nó ăn mỡ từ từ, là nó sẽ hạ xuống từ từ. Các bạn đừng có sợ khách xét nghiệm ra, các bạn đừng có sợ, bởi vì đường với mỡ là từ thức ăn mà ra thôi. Cho nên các bạn sử dụng thức ăn để điều chỉnh, chứ các bạn đừng có uống thuốc để điều chỉnh, nó gây ra biến chứng thôi. Mình nhắc lại các bạn mà đang có mỡ trên người nè, các bạn cố gắng các bạn nhịn đói đi, lười thì mình nhịn đói để cho nó hết cái mỡ đó đi. Chứ bạn cứ giữ mà năm này qua năm kia, vài chục năm sau á, là cái dạng như là tới tới hạn sử dụng, hết hạn sử dụng rồi, tới hạn là phải bỏ đi rồi đó, là cái cơ thể nó sẽ đào thải rất là nhanh và mình sẽ bị sụt cân rất là nhanh. Lúc đó là mình sợ mình đi khám bệnh đó, là mình về mình sợ mình không có ngủ được á, rồi mình xài thuốc thêm nữa, rồi nó gây biến chứng nữa, là lúc đó là chết thiệt luôn á. Cho nên giờ các bạn nếu mà có mỡ trên người là mình cố gắng mình về mình phơi nắng, ăn uống ít lại, tập thể dục nhiều vô, ngủ nghỉ cho nó đủ giấc, cho nó bình ổn trở lại, càng sớm càng tốt nha, chứ thôi rất là dễ chết luôn á.